Coi chừng vợ hôn lộn, coi chừng vợ hôn lộn người ý. Vậy cứ hôn lộn một lần rồi giận ý. Trời ơi, nó bu như một cây đống gì đây nè. Ok, và hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của các bạn PD. Ok anh em, thì ngày hôm nay mình sẽ đi rank cùng với cô Ngân nha anh em. Ok. Cái gì, hút 18 cái mà thu phim không cờ. Cái gì? Một cơm lên 5 trong 18. Ồ, đâu anh 26 cái mà. Kìa, ở đây vợ thấy có 18 cái à. Dạ ơi. Cái gì? Cái gì? Cưng quá. Giờ sao? Giờ làm sao cho hết cưng này? Qua thằng hết thiêu kìa. Đâu? Trời ơi, dăm ba thằng này. Chỉ nó bắn xì xọ anh bây giờ sao đâu. Ý, có mơ bên 40 cơ. Có sợ ca luôn cơ. Anh phải mơ bên 40 đi. Thấy hết rồi. Không cho anh xuống luôn. Lỡ địch nó bắn anh như nào? Giỡn á, vô đây đầy nè. Khổ. Nè, giáp 212 này. Cái nè. Gì giáp 212 chứ cái gì. Anh cũng có MP40 với SK rồi nè. Sao, mày bữa đi chơi vui không? Quên cả anh luôn. Đi chơi vợ quên cả anh luôn. Trời lắm ơi là lắm. Hạnh hả? Sao không kêu anh? Về đây này con ôm. Rồi anh để anh ôm cho đỡ lạnh. Sao không kêu anh ôm cho đỡ lạnh? Khờ nhờ. Xa thì bắt xe tới, bắt máy bay tới. Ôm cái rồi về. Được không? Cho không? Có lấy hay ít không? Có. Có lấy hay ít nè. Có chứ. Lấy chứ. Chụp hình nè. Chụp hình nè. Chụp hình nè. Quay mặt phải đấy chứ. Cưng quá. Giờ làm sao cho hết cưng này? Vợ ơi, giờ làm sao cho hết cưng này? Không gặp đi, nhau ra đi, phải không ra đi. Thôi, đi vô nhà máy điện đút đồ nè. Yêu, lại đây lỡ bị trúng bom. Hay quá, không có trúng. Cái gì vậy? Ném bom. Bữa có thể ném bom vậy? Kể ra đi. Bữa có thể ném bom không? Không. Ủa? Ủa anh bị lát hay sao á? Trời ơi, anh ném gần 30 quả bom luôn, không có hết. Cái gì á? Ủa sao tự nhiên mình ném 20 quả bom không có hết nè, bị lag rồi. Mày có thể ném bom không? Anh đang chúc mừng năm mới nổ pháo hoa. Thôi không nghịch nữa.
giờ là ném là vứt này. Ô, vẫn vậy kìa. Ơ, hay nhỉ. Và bom không chết luôn. Chắc bom nó bị xì rồi. Chắc vậy rồi. Chắc bom bị xì rồi. Ô, cái Belo 2 chưa có Belo 2 nè. Đâu vậy? Đấy. Cái gì vậy? Ơ, cái gì vậy? Belo 2 đó. À, ba lô của vợ hả? Sao lượm? Lượm đấy. Sao lượm? Đâu? Ba lô 2 đâu? Đó. Ơ? Cái gì? Ơ? Ba lô 2 nằm đây hả? Ơ? Ủa, anh bị lát rồi. Có thấy anh chạy không? Em ngồi. Em thả máu vào ra. Em ơi, anh xếp rồi vui lắm. Ui, chơi đàng hoàng đi. Không phải là anh không chơi đàng hoàng. Mà là nó không cho anh chơi đàng hoàng. Anh bị lá rồi. Nè. Anh bị gì rồi ấy? Chưa thả đồ thế. Ủa, vứt đồ rồi hả? Ướt, bị gì á? Thôi để anh kết nối lại nha. Để anh chịu. Sao vợ lại... Cháu hút mát đúng không? Cháu hút phải mát với tay mẹ đó. Anh không sao đâu, vợ chạy đây. Ôi, lấy tay mẹ kìa. Anh không sao đâu. Không có ai dám bắn anh đâu mà. Không có, chưa có vô được, trời nhanh. Nó có lấy tay ra đi giờ. Nó lấy tay ba. Ủa, sao địch nó tới thì nó giết anh chứ sợ gì mấy cái tay ba. Hàng đế ta. Mẹ hỏi gì. Nó nghe về. Chưa vô nữa. Mặc dù đã nghe thấy tiếng rồi. Em ơi, anh nằm dưới đất rồi. Cái nằm đâu? Cái chân của anh trôn xuống dưới đất rồi. Thôi đi nhắm nữa. Cưng quá. Thôi. Nó giỡn đâu. Do nó bị lát chứ bộ. Nhưng mà bê luôn nè. Không lấy. Ủa, tính ra là vợ cho anh một đống đồ luôn á. Thôi đi đi nào, đi giết người nè. Đi săn nào. Không lại bị mất lại bây giờ. Đâu rồi, địch đâu rồi? Vậy giấu hết địch rồi đúng không? Sao đi vô không thấy gì nè. Vậy giấu hết địch của anh rồi. Đáng lẽ phải có mấy thằng địch ở đây chứ. Sao lại không có ai hết trơn nhỉ? Vậy lấy băng đạn bao. Con cút chơi đi. Thì vậy chơi cái giờ ơi. Bắn lại ai rồi? Em ơi. Vợ ơi. Đây còn sát người chết rồi nè. Wow. Một anh ra đi. Giết được một thằng rồi. Ấy. Ý. Bọn nó từ từ rồi. Bố bỏ vợ. Không sao đâu. Sao mà súng yếu ồ. Bắn tầm đó mà được có 6, 7, 8 máu. Nó hỏng chết luôn. Anh có bỏ vợ đâu. Ok.
anh giết được một thằng này. Ai? Anh có bỏ vợ đâu? Có gì? Anh chỉ lỡ tay chết thôi à? Chứ anh đâu muốn chết trong nó bắn vợ. Nó bắn vợ thì chết thôi. Cái đầu nó. Trời. Mày được bắt nó vậy? Cái gì mày nói gì? Nói bậy không à? Thề luôn ý. Vợ nói thật. Cơ, trời ơi. Vợ nói tiếng Anh mà. Vợ nói tiếng Anh mà. Ừ, thì tiếng Anh. À, ok thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của Gà Bà TV. Nhớ bấm like và subscribe kênh của Gà Bà TV nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Trong anh giờ đang nghĩ gì người ơi. Trong anh giờ đang nghĩ gì người ơi. Trong em thì cũng thấy buồn mà trong anh thì cũng thấy vui. Sao ta chẳng thể nói cho nhau những lời nói chân thành. Những lời nói